Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. 2023 là một năm đầy biến động, bao gồm sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường cổ phiếu và cả tiền mã hóa. Và đi kèm theo đó là những con số bất ngờ. Tạp chí Việt Times thông tin, lạm phát tai họa của nền kinh tế toàn cầu đã được kiểm soát trong năm nay. Lạm phát vẫn còn ở mức tương đối cao, đặc biệt là sau nhiều năm ở mức thấp và rồi lên tới mức đỉnh 9% vào mùa hè năm ngoái ở Mỹ. Nhưng nó đã đủ thấp để khiến các nhà đầu tư hướng tới năm 2024, thời điểm mà lãi suất có thể giảm thay vì tăng. Trên toàn cầu, lạm phát ước tính đã giảm xuống 6,9% từ mức 8,7% trong năm ngoái. Điều đáng ngạc nhiên là nền kinh tế Mỹ vẫn bền bỉ trong suốt cả năm 2023, bất chấp những lo ngại rằng suy thoái kinh tế là điều không tránh khỏi. Trong một khoảng thời gian, nhiều người thậm chí còn lo lắng rằng nền kinh tế có thể tăng trưởng quá nhanh. Điều này có thể gây áp lực lạm phát gia tăng và buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed phải duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Điều đó dẫn đến những khoảnh khắc khác thường khi phố Wall thực sự hoan nghênh những báo cáo yếu kém hơn về nền kinh tế, miễn là không quá tệ bởi vẫn duy trì được khả năng hạ cánh mềm. Mục tiêu của Fed là nền kinh tế tăng trưởng chậm lại, vừa đủ để kiềm chế lạm phát nhưng không đến mức rơi vào suy thoái. Hiện tại khi nền kinh tế Mỹ vẫn đang tăng trưởng và kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào năm 2024 ngày càng tăng, các nhà đầu tư đã gấp rút đón đầu những động thái có thể trở thành động lực cho thị trường toàn cầu. Chứng khoán Mỹ đã phục hồi trở lại sau năm 2022 ảm đạm. Đây là năm tồi tệ nhất của phố Wall kể từ khi bong bóng .com nổ tung cách đây 2 thập kỷ. Phần lớn sự tăng trưởng của phố Wall là nhờ vào một nhóm nhỏ cổ phiếu. Nhưng tình hình lại khả quan hơn nếu như nhìn vào thị trường toàn cầu. Thị trường chứng khoán khắp châu Mỹ, châu Âu và châu Á đều tăng điểm. Tuy nhiên, lãi suất cao hơn đã để lại nhiều dấu ấn, đặc biệt là với thị trường nhà ở của Mỹ. Doanh số bán nhà đã qua sử dụng ở Mỹ trong tháng 10 đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 13 năm. Dưới đây là một số con số nổi bật đã định hình thị trường tài chính toàn cầu trong năm 2023. Tỷ lệ lạm phát hàng năm ở Mỹ đã giảm xuống 3,1% vào tháng 11 năm 2023, mức thấp nhất trong 5 tháng, từ mức 3,2% trong tháng 10. Lạm phát ở Mỹ đạt đỉnh là 9,1% vào tháng 6 năm 2022, lạm phát mục tiêu mà Fed đề ra là 2%. 2,4%, đây là chỉ số lạm phát chung ở Liên minh châu Âu EU trong tháng 11, khác xa so với mức đỉnh 10,6% vào tháng 10 năm 2022. Giá năng lượng giảm 11,5% so với cùng tháng năm trước. Tuy nhiên, lạm phát lương thực vẫn ở mức cao 6,9%. 55%, đây là mức tăng giá ô tô cũ tại Mỹ từ tháng 2 năm 2020 đến mức đỉnh vào tháng 1 năm 2022. Từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 11 năm 2023, giá ô tô cũ đã giảm 11,5%. 4 USD, mức giá trung bình cho mỗi gallon sữa ở Mỹ trong tháng 11 tăng 25% so với mức giá 3,2 USD tại thời điểm trước đại dịch vào tháng 2 năm 2020. 161%, tỷ lệ lạm phát ở Argentina, chính phủ đã phản ứng bằng cách giảm một nửa giá trị đồng peso của nước này, đình chỉ các công trình công cộng và cắt giảm các khoản trợ cấp khí đốt và điện cùng một số biện pháp quyết liệt khác. Số tháng liên tiếp mà tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ ở mức dưới 4%, chuỗi dài nhất kể từ chuỗi 27 tháng liên tiếp từ tháng 11 năm 1967 đến tháng 1 năm 1970. Thị trường việc làm vẫn ổn định ngay cả khi Fed cố gắng hạ nhiệt nền kinh tế để chống lạm phát. 67%, tỷ lệ người Mỹ không tán thành cách điều hành nền kinh tế của Tổng thống Joe Biden trong một cuộc thăm dò vào tháng 10 do AP, Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Công chúng NORC thực hiện. Tâm lý đó nếu kéo dài có thể cản trở ông Biden trong cuộc tái đấu tranh cử với đối thủ tiềm năng là cựu Tổng thống Donald Trump. 9,4%, theo Ngân hàng Thế giới WB, đây là con số ước tính mức giảm đầu tư vào lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2023. Sự yếu kém trong lĩnh vực bất động sản và nhu cầu toàn cầu đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc, cũng như mức nợ cao và niềm tin tiêu dùng lung lay đã đè nặng lên nền kinh tế nước này. Âm 0,1%, sự thu hẹp của nền kinh tế Đức trong quý 3 năm nay. Bundesbank ước tính nền kinh tế lớn nhất châu Âu sẽ tiếp tục chứng kiến đà suy giảm trong quý cuối cùng của năm. 1,1% là mức tăng trưởng dự báo của Thương mại Thế giới vào năm 2023, mức giảm là 5,2% vào năm 2022 và là mức yếu thứ 6 trong hồ sơ của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD kể từ năm 1980.
Sự suy thoái này phản ánh nền kinh tế toàn cầu đang chậm lại, chủ nghĩa bảo hộ ngày càng gia tăng và căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc. 7. Là mã cổ phiếu đại diện cho khoảng 2/3 sức tăng của chỉ số S&P 500 trong năm 2023. Tính đến giữa tháng 12, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla và Meta Platform cũng là những cổ phiếu lớn nhất của phố Wall. 27,3% là mức tăng từ đầu năm của chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản. Tính đến ngày 19 tháng 12, đây là thành tích tốt nhất của Nikkei kể từ năm 2013. Vào tháng 7, chỉ số này đã tăng lên 33.753,33, mức cao nhất kể từ năm 1990. 43.000 USD là giá trao đổi trên thị trường khi Bitcoin đã vượt qua mức này vào tháng 12 sau khi bắt đầu năm ở mức dưới 16.300 USD. Nó và các loại tiền mã hóa khác đã sụt giảm vào năm ngoái khi lãi suất tăng cao ảnh hưởng đến các khoản đầu tư được coi là đặc biệt rủi ro. 3. Là tổng số ngày mà chỉ số S&P 500 tăng hoặc giảm ít nhất 2% trong năm 2023. Chỉ số này tăng 24,2% trong năm tính đến ngày 19 tháng 12. Năm 2022, một sự sụt giảm đối với chứng khoán có hơn 40 ngày như vậy. Mức đỉnh của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm, một mức chưa từng thấy kể từ năm 2007. Lợi suất trái phiếu tăng cao trong phần lớn thời gian của năm, sau đó đảo chiều mạnh trong 2 tháng qua. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đứng ở mức 3,92% vào ngày 19 tháng 12, 7,88% lãi suất trung bình của khoản vay mua ô tô thời hạn 60 tháng ở Mỹ vào tháng 8 năm 2023. Theo Fed ST Lewis, lãi suất này ở mức 5,27% vào tháng 8 năm 2019. 3. Số lần cắt giảm lãi suất mà các quan chức Fed dự báo sẽ được thực hiện vào năm 2024. Fed đã tăng lãi suất 11 lần từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 7 năm nay trước khi tạm dừng. 4%, lãi suất tham chiếu của Ngân hàng Trung ương châu Âu, ECB. Giống như Fed, ECB đã giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp gần đây nhất. Không giống như Fed, ECB không đưa ra tín hiệu về khả năng cắt giảm lãi suất vào năm tới. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã phải đối mặt với sự chỉ trích công khai hiếm thấy do phản ứng chậm trễ trước một trong những trận động đất chết chóc nhất thế kỷ 21, tàn phá nhiều vùng phía nam nước này vào ngày 6 tháng 2. Trận động đất đã cướp đi sinh mạng của gần 51.000 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và khoảng 9.000 người ở miền Bắc Syria. Nó xảy ra chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử quan trọng. Mặc dù các kỹ sư đổ lỗi cho hoạt động xây dựng kém chất lượng và việc thực thi luật xây dựng không hiệu quả là nguyên nhân gây ra sự tàn phá trên quy mô lớn, ông Erdogan vẫn giành được chiến thắng sau khi chính phủ của ông tung ra một loạt các gói kích thích kinh tế. Quân cờ domino đầu tiên bị đổ trong cuộc khủng hoảng ngân hàng tồi tệ nhất kể từ năm 2008 là công ty cho vay tiền mã hóa Silvergate, có trụ sở tại San Diego. Ngày 8 tháng 3, công ty này cho biết họ sẽ ngừng hoạt động trước tình trạng hỗn loạn trên thị trường tiền mã hóa. Cùng ngày hôm đó, ngân hàng thung lũng Silicon, SVB, đã bán một phần danh mục chứng khoán của mình với mức lỗ 1,8 tỷ USD sau khi bị ảnh hưởng bởi việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Fed. Người gửi tiền sau đó đã rút 42 tỷ USD khỏi SVB và đến ngày 10 tháng 3, ngân hàng này đã bị chính phủ Mỹ kiểm soát. Với niềm tin suy giảm trong toàn ngành, ngân hàng Signature của New York cũng sụp đổ sau đó. Trong khi đó, ở châu Âu, vốn chủ sở hữu và trái phiếu của Credit Suisse sụt giảm giá trị và chính phủ Thụy Sĩ đã đạt được một thỏa thuận vội vàng với ngân hàng lớn nhất nước, UBS. Thương vụ mua lại của UBS đã tạo ra một ngân hàng có tài sản vượt quá tổng tài sản của toàn bộ nền kinh tế đất nước. Và điều đặc biệt cuối cùng, nhưng cũng có tác động lớn đến tình hình thế giới, chính là cuộc xung đột giữa Israel-Hamas khiến bao dân thường vô tội chịu cảnh khổ đau. Thời điểm các chiến binh Hamas phá vỡ các hàng rào an ninh xung quanh Gaza vào ngày 7 tháng 10 và tiến hành cuộc tấn công vào miền nam Israel lúc rạng sáng, nhóm này đã gây ra một chuỗi sự kiện tàn khốc tác động tới khắp khu vực Trung Đông đầy biến động và xa hơn. Theo các quan chức Israel, khoảng 1.200 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công và 240 thường dân cùng binh lính bị bắt làm con tin.
Đây được cho là vụ tấn công tồi tệ nhất ở Israel kể từ khi nhà nước Do Thái được thành lập cách đây 75 năm. Theo các quan chức Palestine bị tổn thương và giận dữ, Israel đáp trả bằng một cuộc tấn công dữ dội trên không và trên bộ vào Gaza do Hamas kiểm soát, khiến hơn 20.000 người thiệt mạng trong các cuộc bắn phá không ngừng vào dải đất này. Hơn 80% trong số 2,3 triệu cư dân của Gaza đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa, trong khi một cuộc khủng hoảng nhân đạo thảm khốc đang diễn ra khi khu vực này phải chịu tình trạng thiếu lương thực, nước, nhiên liệu và thuốc men nghiêm trọng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.